Em vừa về mẫu 209 Lacetti anh em, đời cao 2011 nha. Nước sơn bên ngoài đẹp mà anh em, dàn bấm đúc nguyên bản của dòng Lacetti, bốn qua vỏ còn khá mới 70%. Chủ nhà dán thêm một bộ tem sọc rất là cá tính nè. Tem sọc biểu tượng của chữ Lacetti nè. Anh chị thấy phần ốp về không? Ốp về cũng đã được dán ba cái chữ đề can sọc rồi. Đời cao đời 21. Các anh em nè, trang bị màn hình Android, chìa khóa rin theo xe hết toàn bộ nha anh em. Ghế chủ nhà bọc mới toàn bộ sạch sẽ lắm. Nói gia đình đó, mẫu này chỉ có là một từ ngữ thôi, gia đình, không có dịch vụ taxi. Keo chỉ là rin nguyên nha bà con, sạch sẽ. Nó mẫu xe hơn 100 quốc dân cho anh em về che nắng che mưa. Nội thất đẹp nha, nội thất khá là đẹp. Anh chị nè, chất sơn rin còn, sóng gân là nguyên bản, không có dấu hiệu lỗi lầm. Tắp bi đẹp, bốn cánh chính điện, keo chỉ là nguyên si hết nha anh em. Dàn gầm. Anh chị mua tỷ lệ mua xe đời càng cao thì máy nó ngon. Và cái thứ hai đồng sơn nó đẹp, 47 Đắk Lắk, 47164. Anh em cùng với Trường Anh trải nghiệm vô tiếp tục phần khoang nội thất và khoang máy cùng với Trường Anh nhé. Đây anh em, anh em thấy xe sạch sẽ không? Tắp bi chủ nhà bọc 5D, chất đóng cửa liền lắm. Dòng này sẽ có hệ thống mở cúp điện đây. À, đây là hệ thống keo của em đó. Đi được 174.000 chuẩn đồng hồ luôn nè. Mấy mẫu này không có ai đi hạ đồng hồ đâu. Mấy cái xe cỏ mà ai đi hạ đồng hồ chứ. Vô lăng biểu tượng của Deku, vô lăng là không một tí rồi. Phanh trợ lực em là rất là nhẹ. Chìa khóa rin theo xe, màn hình full hết rồi anh em. Dòng này xài là 5 cấp số nha anh em nha, 5 cấp số sàn là hoàng nha anh em. Tắp bi tắp lô đẹp, anh chị có ốp dạ gỗ hết toàn bộ. Đi em này thì nó đậm chắc. Trên đồng hồ là không có dấu tích lỗi lầm, hệ thống báo cửa tất cả báo tấn tay đang hoạt động hết toàn bộ nha anh em. Anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần khoang động cơ máy nhé. Đăng kiểm tháng 7 2024, mẫu này vẫn đăng kiểm 1 năm. 203 là đăng kiểm 6 tháng. Được cái đồ đạc em này thay thế nó dễ thay dễ sửa. Cái thứ hai là anh em phụ tùng bảo dưỡng nó rất là dễ, mà cái này là form mới thôi. Form là cục máy của Crew. Đây anh em. Anh em thấy cục máy giống Crew không? Đây nè. Lacetti máy E-Test, máy E-Test 2 nha. Anh chị 16 anh xoay. Anh chị thấy không? Đó. À, nói rõ tình trạng máy nè. Mặt nắp đầu là có mở nhẹ nè, hay là mặt nắp ron nè. Phía dưới là buồng đốt của em, nó là nguyên si nè. Anh chị à, nó sạch sẽ, em này máy số rin hết. Chỉ có là thay lại mặt nắp ron đầu thôi nha anh em. Và thay là cái hệ thống cúp bê nè. Anh chị nhìn thấy cục máy giống Crew không? Nè, và cái thứ hai là bà con nhìn ổ ga nè. Đó, ổ ga, cái này là form mới rồi nha anh chị nha. Form mới rồi, ổ ga, y chang ổ ga của Crew, không thấy cái gì đâu. Nó sạch sẽ không? Hệ thống nước giải nhiệt hai bên kèo cột là nguyên si hết. Nói chung form bên ngoài là form Lacetti, nhưng mà cục máy là cục máy của Crew, là dòng xe thương hiệu máy của Mỹ rồi. Cô chú anh chị ạ, máy nổ rất là êm ái nha bà con. Em được sử dụng toàn bộ qua hệ thống dây loa cam hết toàn diện nha bà con cô bác. Hệ thống bô chống nóng, và đây là hệ thống cảm biến oxy. Tất cả các tính năng nào hoạt động hoàn hảo hết nha bà con cô bác nha. Sạch sẽ liền lạc cho anh em. Em được xài toàn bộ hệ thống trợ lực dầu. Chủ nhà đi một cái bình 65A đây. Nè anh em coi nè, nó sạch sẽ không? Rất là khô ráo. Xe là không có một tí đồ hơi nha anh em. Đây nè, không có một tí đồ hơi. Em đang xài toàn bộ hệ thống IC nè. Nó liền liệt. Hai bên là xương đầu là không có dấu hiệu đâm va lỗi lầm. À, xương đầu này. Hai bên lường đẹp nè, keo chỉ cái nó có bô rin tuyệt đối 100% nè cô chú anh chị. Nắp cabo chúng ta có những sóng gân đây. Anh chị coi hệ thống keo nè, keo nguyên bản hết. Đẩy kích nhiệt cho nó cabo là không có dấu hiệu rách rưới. Có gia đình anh em mẫu này về chạy nha. Nó form mới rồi đó anh em. Qua tới đời 2012 là của Avell nha bà con. Avell là chúng ta sẽ có dấu thập tượng trưng của một dòng xe của Mỹ. 21 vẫn là nội thất đồng sơn là của Lacetti, nhưng cục máy sẽ là cục máy khác, cục máy của Mỹ, đồng thời sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó.
Cho nên bà con phải phân biệt nha, chứ đừng kêu nó là mẫu là Life City, cục máy là cục máy mới hết rồi đó. À, keo chỉ cánh sau là nguyên si hết nè, tôn mỏng tan nè anh em. Đó, xe không cứng không lỗi, nội thất ở trong sạch sẽ. Đây nè anh em, gầm không có tí bụt mọt. Anh chị thấy gầm không? Gầm sạch sẽ, không có một tí bụt mọt ở dưới phần gầm nha bà con. Anh em trải nghiệm nốt phần gầm cùng với Trần Anh này. Đó, đời cao được cái đời cao anh em. Qua 12 là Avel rồi, Life City Avel rồi. Gầm nè, gầm đẹp lắm, gầm là không có một dấu hiệu bụt mọt ở dưới gầm. Đó, anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho em. Máy em đồng sơn đẹp, mẫu nó chạy qua thời gian 5 tháng sơn si, người ta tắm qua nước sơn. Đời này phải tắm qua nước sơn thôi, tắm nó mới đều màu, tắm mới đẹp được, không tắm không đẹp được nha bà con. Rồi Trần Anh chào anh em nha.